Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Hồn ma diễn điện. Chương 14. Thượng tá U Ban nghiêm mặt. Em định nói rằng đối thủ là đại tá Văn Bình Z 28 võ nghệ siêu quần bạt chúng phải không? Về ra chống chế. Em không có ý định nói như thế. U Ban khoát tay. Anh đã đọc thấy trong mắt em. Em yêu anh sao vẫn còn cảm tình với hắn. Nhưng vì em, anh không thể nhân nhượng nữa. Hắn hất hàm hỏi Văn Bình. Anh muốn đấu võ khí hay quyền thuật? Văn Bình búng ngón tay. Cử chỉ ung dung. Môn nào cũng được. Anh cứ tùy nghĩ lựa chọn. Vậy thì dùng súng. Nếu anh chấp thuận, tôi sẽ sai nhân viên đi lấy. Đồng ý. Anh thích dùng kiểu nào? Kiểu nào cũng được. Tôi đề nghị súng côn. Đồng ý. Nhưng mỗi khẩu chỉ có một viên nạp đạn sẵn mà thôi. Mỗi người chỉ được bắn một lần. Sau đó thì tùy nghi. Càng hay. Từ xưa đến nay chưa bao giờ tôi phải dùng đến viên đạn thứ nhì mới hạ sát kẻ địch. Nào, mời hai anh ra ngoài trước. Xin nói. Anh sẽ đi đầu, tôi và Vera ở giữa, sau cùng là Văn Bình. Dĩ nhiên anh là người quân tử, nhưng còn bọn cận vệ, nghề nghiệp này bắt chúng tôi phải thận trọng. Thượng tá U Ban nhăn mặt. Giờ đây tôi mới biết là anh hoạt động che mai sáu thì đã muộn. Trong nhiều năm nay tôi cứ đinh ninh anh là kẻ hèn nhát theo chủ nghĩa thời cơ. Tôi hỏi thật, anh là nhân viên MI6 từ khi nào? Xã trưởng Thìn đáp. Trước khi anh là sĩ quan tham mưu của quân đoàn Chindis. Nắng đầu chiều vàng rực xuyên qua cành lá cổ thụ sum suê, chiếu hàng ngàn vệt sáng lung linh trên con đường đất đỏ thoai thoái lên dốc. Bọn cận vệ rục rịch đi theo, thì thượng tá U Ban quát lớn. Tất cả đứng lại, cứ tiếp tục công việc như bình thường. Miệng phì phèo thuốc lá, Văn Bình thản nhiên bước chậm như kẻ nhàn du. Thượng tá U Ban cũng thọc một tay vào túi quần, chốc chốc lại dừng lại, trở về ra. Mặt nàng tái nhợt, nàng bị xã trưởng Tin kèm bên. Nếu lưỡi dao sáng loáng của Tin không lộ ra ngoài, trực sẵn để đâm vào giữa Tin Vera, thì người lạ có thể tưởng lầm đây là một cuộc dạo mát. Hai tên lính từ công sự bê tông dưới đất nhảy lên. Thượng tá U Ban ra lệnh cho chúng đứng yên ở chỗ cũ. Đi được một quãng nữa, U Ban chỉ sang bên trái. Phía sau cây đa cao nhất là một cái sân rộng dùng làm bãi đáp trực thăng. Các anh đã thấy tấm lưới ngụy trang không? Trực thăng riêng của tôi đậu khít bên, xăng luôn đầy ắp. Nhưng các anh cũng không cần hỏi rõ làm gì. Vì tôi không tin là các anh sẽ có được cái diễm phúc để trèo lên trực thăng. Trong 5 phút nữa, cận vệ của tôi sẽ dàn hàng rào danh dự và tống tiễn các anh sang bên kia thế giới theo lễ nghi quân cắt. Văn Bình chìa bàn tay ra như thách thức. Vậy thì chúng ta bắt đầu ngay. Thượng tá U Ban ra hiệu cho Vera và Tin ngồi xuống phiến đá trắng nhẵn thín, đoạn hắn lấy hai khẩu súng rulo, tháo bỏ hết đạn. Văn Bình nói, mời ăn lựa trước. U Ban lắc đầu. Không, xin mời ăn. Văn Bình lượm một viên đạn, lắc đi lắc lại trên gan bàn tay rồi đút vào khẩu rulo. Giới anh chị viễn Tây thường làm đối thủ kinh hồn bạt vía, với khẩu súng côn chỉ đựng một viên đạn duy nhất. Viên đạn này nằm gọn trong một lỗ của rulo, miệng súng được kê vào thái dương, rồi ngón tay từ từ lặn lùng lấy cò. Nếu chưa đến lỗ có viên đạn, thì súng chỉ kêu một tiếng cắt rùng rợn. Cả thầy có 6 lỗ chứa 6 viên đạn, nhiều khi bóp cò 5 lần chỉ nghe tiếng cắt. 5 lần nạn nhân tưởng chết. Hóa ra viên đạn chưa nổ. Văn Bình và U Ban cũng dùng một viên đạn như giới cao bồi với Ấn Tây, nhưng lại không lấy cò hú họa. Cả hai đều tính toán trước nhằm nổ viên đạn ngay trong lần bóp cò thứ nhất. U Ban gài súng vào thắt lưng rồi nói, chúng ta sẽ đứng cách xa nhau 10 thước, hễ một bên rút súng thì bên kia mới được rút súng tự vệ. Văn Bình cười nhạt, nhưng nếu không ai rút súng thì sao? U Ban dè môi, tôi không tin. Nói đoạn, hắn đi lùi, hai mắt vẫn nhìn Văn Bình trừng trừng. Cuộc giao đấu theo truyền thống cao bồi châu Mỹ bắt đầu, trịnh trọng như trận đọ súng để rửa nhục giữa hai kẻ thù thượng lưu quý tộc của thế kỷ 17. Đi được một quãng ngắn, U Ban dừng lại, Văn Bình cũng dừng theo. Lưng chàng hơi cong, hai chân chàng khuỳnh khuỳnh, hai tay thòng xuống, chuẩn bị đối phó. Từ xa, U Ban thét lên, mời ăn. Văn Bình đáp giọng nhã nhặn, tôi chấp ăn rút súng ra trước. Nhanh như điện xẹt, khẩu súng rulo đã nằm gọn trong bàn tay thượng tá U Ban và tiếng đoàng khô khan nổi lên. Nhưng Văn Bình lại phản ứng nhanh hơn,
toàn thân chàng xô hắn sang bên tá như bị một sức mạnh phi thường vô hình kéo ngã, và chàng đã nằm sóng xoài trên đất. Viên đạn rời khỏi nòng súng của thượng tá Uban bay vèo qua. Nếu Văn Bình đứng thẳng ở vị trí cũ, chàng đã lẫn thần chết vào giữa trái tim. Uban bủn rủn tay chân khi thấy Văn Bình vẫn còn súng, khẩu súng vẫn an vị trong tay. Văn Bình chỉ cần bóp cò là thượng tá Uban sẽ trở thành cái xác không hồn. Tuy nhiên, chàng không bắn trả. Chàng ném khẩu súng xuống nền đất sỏi cứng đét với giọng điềm tĩnh. Vì Vera, tôi tha chết cho anh. Mặt Uban đỏ như gắt chín, hắn tiến tới giọng đầy tức giận. Anh là kẻ xảo quyệt, khi tôi bắn anh lại tìm cách né tránh. Anh cứ hạ thủ tôi đi, tôi không thèm van xin. Chẳng qua là anh không dám lấy cò, anh chỉ giả vờ cao thượng để chinh phục Vera. Vera cất tiếng, nước mắt giàn giụa. Em lạy hai anh, tinh thần em đang bấn loạn đến cùng cực. Nếu các anh cứ tiếp tục chém giết nhau thì em chết mất. Đại tá Uban múa quyền trước mặt Văn Bình. Anh có giỏi thì đến đây. Văn Bình rút thuốc lá ra hút. Tôi tưởng anh biểu diễn cái gì, té ra anh rủ tôi đánh vật. Môn đô vật vốn dành cho bọn người vai u thịt bắp. Dù sao chúng ta cũng là võ sĩ thượng lưu. Văn Bình đã cố ý nói đùa. Môn vật sumo của Nhật Bản đã trở thành một khoa học chiến đấu từ lâu và được thế giới học hỏi. Trên thế giới ngày nay, võ sĩ đô vật có đến hàng ngàn, khán giả mộ điệu có đến hàng chục triệu. Trong những núi thịt khênh khạng trèo lên đài với cái bụng phệ thiếu thẩm mỹ của võ sĩ đô vật, nhiều người tưởng rằng môn đấu này chỉ dành riêng cho hạng đàn ông quá khổ. Trên thực tế, đô vật là môn đấu của mọi giới. Đồ sộ thì như Halfstack, được coi là con voi của làng đô vật xấp xỉ 340 kg, nhỏ bé thì có Little Bruiser, anh lùn vô địch cao chưa đầy 80 phân tây mà nặng 60 kg. Y là võ sĩ đô vật lùn cao nhất và nặng nhất trong đám lùn vô địch thế giới. Phụ nữ thì cũng có những người với bắp thịt tròn trịa rắn như bê tông cốt sắt và bộ ngực hùng vĩ, đạn chống xe tăng cũng vị tất xuyên phá nổi. Văn Bình là một trong những võ sĩ đô vật hữu hạng, chẳng thích đánh vật, song không phải là một môn vật chân trí hạt bột mà là môn vật tự do, mọi thế đòn đều được chấp nhận. Dĩ nhiên, chàng học đánh vật là để gia tăng số vốn võ thuật, nhưng phần nào chàng nhận thấy môn đô vật chứa đựng nhiều nét dí dòm, thích hợp với nếp sống trẻ lâu của chàng. Thật vậy, làng đô vật quốc tế đã có nhiều bộ mặt kỳ dị, có võ sĩ chuyên đeo mặt nạ để thượng đài, giấu tên thật và diện mạo, có võ sĩ cải trang thành Batman, tuồng vô tuyến truyền hình mà trẻ con ưa thích, lại còn có võ sĩ nuôi tóc dài lượt thượt như dân Biston, hippie của thời đại mới. Rồi còn những võ sĩ cạo đầu trọc lóc, bôi si ra bóng loáng, tưởng như có thể trượt tuyết ở bên trên. Thượng tá Uban nghiến răng, đồ vật đối với anh là môn hạ lưu à? Tôi không tin. Anh làm bộ khinh nó, vì lẽ giản dị, anh chưa hề học nó. Nếu anh là người quân tử, thì hãy thủ tiếp ngọn cước này của tôi. Uban phi thân đạp luôn hai chân vào mặt Văn Bình. Hắn đã phối hợp giữa đồ vật và võ karate. Cái đá liên hoàn của hắn lại phảng phất sự nhanh nhẹn phi thường của võ thiếu lâm Trung Hoa và Sambo Nga La Tư, nghĩa là thượng tá Uban thuộc vào loại võ sĩ có hạng. Trong dĩ vãng, Văn Bình đã nhiều lần chứng kiến những cuộc giao đấu trên đài thuần túy bằng cước pháp. Có lần chàng phải sửng sốt trước lối đá liên hoàn của một võ sĩ Nam Mỹ. Hắn đá hết chân phải đến chân trái, đá một chân đến đá hai chân, bằng đầu bàn chân, gan bàn chân, đầu gối, xương ống quyển, tuyệt nhiên từ đầu chí cuối trận. Không khi nào dùng đến hai tay hoặc bất cứ một bộ phận nào khác trên cơ thể. Văn Bình cuộn người né tránh. Uban rít lên, giỏi lắm. Lần này, hắn đá theo thế gọng kềm, nghĩa là đá từ trái sang phải rồi từ phải sang trái, đá từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Bốn ngọn cước được phóng ra kế tiếp nhau nhanh như chuyển động bằng máy. Trước phép đánh bùa vây này, Văn Bình khó có thể né tránh như trước. Chàng bèn áp dụng nguyên tắc dĩ độc trị độc, dùng cước thuật để chế ngự bốn cái đá hung dữ của địch. Văn Bình tung hai chân lên, rầm một tiếng, hai khối thịt chạm nhau mạnh mẽ. Thượng tá Uban là tinh hoa về đô vật, song về sức lực thì chưa đủ để đối phó với võ sĩ nội ngoại công vẹn toàn như Văn Bình. Vì vậy, hắn bị hất ngã xuống đất. Nhưng hắn vùng dậy ngay, và ngọn cước liên hoàn lại tiếp tục vút tới. Văn Bình lại đá với một sức mạnh tăng gấp bội. Lần này thì Uban bị đánh văng ra xa, nằm mọp trên đống sỏi vụn lởm chởm, một tia máu đỏ rỉ ra bên mép. Tin buông Vera chạy vội tới để nâng Uban lên. Tuy nhiên, cử chỉ mã thượng của viên xã trưởng Nam Bung đã được đáp lại bằng một thế phản công hiểm ác, tuyệt vọng của thượng tá Uban.
Tin vừa cúi mặt xuống thì bàn tay phải của Uban đã đâm thẳng vào tử huyệt nằm giữa hai con mắt. Tin chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn rồi ngã nhào. Hắn giãy vài ba cái nhẹ nhẹ rồi thẳng đơ. Miếng Artemis đột ngột của thượng tá Uban đã giết chết viên xã trưởng. Văn Bình nổi giận, định phóng đòn kết liễu tính mạng Uban, thì Vera đã ra tay cản chàng lại, nước mắt tuôn ròng ròng. Em van anh, xin anh tha cho Uban, hãy vì em mà tha cho Uban. Văn Bình đứng dậy, quay mặt ra chỗ khác. Vera quỳ xuống một bên Uban, hôn lấy hôn để vào cặp môi đầy máu của hắn. Vera siết chặt bàn tay, bắt đầu run lặn. Anh có đau lắm không? Hắn thều thào. Anh bị miếng đòn cực hiểm, gan ruột có lẽ đã bị nát. Anh chẳng còn sống được bao lâu nữa. Mấy giờ rồi em? Vera nhìn đồng hồ tay. 3 giờ đúng. Thế à, có lẽ em nhìn sai. Không lẽ bây giờ đã 3 giờ? Đúng anh ạ, 3 giờ 1 phút. Nếu vậy, em phải đi ngay. Làm sao em bỏ anh lại đây được? Em phải đi ngay, vì bom sắp nổ. Bom nào? Bom nào sắp nổ? Bom gài trong các địa đạo của Tổng Hành Doanh. Sợ đối phương lén vào phá hoại, nên anh đã chôn chất nổ khắp nơi. Trước khi ra đây, anh đã đề phòng bị thua bằng cách vặn kim đồng hồ 3 giờ 15 phút thì mọi trái bom đều nổ tung đồng loạt. Anh không dè thời gian trôi qua mau quá. Mới đó mà đã gần 2 tiếng. Nếu anh giết được Văn Bình, anh sẽ trở về tháo ngòi nổ. Chỉ có anh có thể làm được việc ấy. Anh mà chết, em sẽ ở lại một mình. Tội nghiệp cho em. Trời ơi, sau 20 năm cố gắng, 20 năm bố trí, 20 năm chờ đợi, 20 năm dệt mộng thần tiên, để rồi tất cả đã tan tành trong một phút phù du. Vera nức nở. Không, anh sẽ không chết. Anh sẽ còn sống. Em dìu anh lại trực thăng. Nụ cười héo hắt nở trên đôi môi nhầy nhụa máu của Uban. Anh đã lừa hắn. Trực thăng đã hỏng động cơ. Em cứ chạy theo con đường xoáy vụn này độ 100 thước, rồi rẽ sang bên phải. Có một lối đi nhỏ được dùng để kéo gỗ. Em men theo lối kéo gỗ này chạy thật nhanh xuống chân đồi. Ở phía ấy không có lính gác. Cuối đường mòn này em sẽ thấy một căn nhà gỗ. Bên trong có chiếc xe jeep riêng của anh. Xe này chạy được trên bộ và cả dưới nước. Rồi em hãy lái thẳng xuống sông. Vera hỏi. Thế còn Văn Bình? Nghe nói, Văn Bình cúi xuống. Trong một cử chỉ phục hồi ghê gớm, thượng tá Uban chồm dậy phóng luôn hai tay vào cổ họng Văn Bình. Nếu trúng đòn chẳng phải táng mạng như xã trưởng Tin. Song Văn Bình đã nhăn mắt tránh khỏi và thuận tay gạt nhẹ. Thượng tá Uban ngã vật xuống nhưng miệng vẫn mỉm cười. Vera xìa xói vào mặt Văn Bình. Anh là kẻ sát nhân. Văn Bình lùi lại. Hắn định giết tôi trước, cô không trông thấy à? Thì ra bây giờ cô yêu hắn. Yêu hắn là quyền của cô, nhưng cô nên nghe tôi chạy xuống chân đồi vì bom sắp nổ. Còn lâu, còn tới 15 phút nữa. Cô điên rồi, phải ít nhất 10 phút mới chạy được xuống tới chân đồi, thoát khỏi tầm ép của bom. Tôi không điên. Vậy thì cô ở lại đây làm gì? Để giữ không cho anh chạy. Trời ơi, thế thì cả cô lẫn tôi đều chết. Dĩ nhiên, đó là mục đích của tôi. Tại sao cô không muốn tôi sống? Anh tự hỏi lòng anh thì biết. Cô thù ghét tôi đến thế ư? Cô nên nhớ rằng trong bất cứ cuộc đấu võ nào giữa hai điệp viên lợi hại, thế nào cũng có người chết. Uban đã cố tìm cái chết. Chính tôi đã muốn tha cho hắn. Tôi không hề ghét anh. Anh mới thù ghét tôi. Anh là người đàn ông vô tình nhất trên thế giới. Vì vậy, tôi phải giết anh. Anh phải chết dưới chân tôi. Phải chết tan xác trên ngọn đồi này. Anh đừng đóng kịch nữa. Anh thừa biết là tôi yêu anh. Tôi có thể nhảy vào đống lửa vì anh. Riêng tôi cũng... Yêu cầu anh đừng nói nữa, vì tôi không muốn thất vọng nặng nề. Để cứu mạng sống, anh sẽ xác nhận là yêu tôi từ khi mới gặp tôi. Yêu tôi tha thiết, nhưng đó chỉ là thứ tình yêu theo đơn đặt hàng. Tôi không thể tin được. Suốt từ Ngưỡng Quang đến Nam Bum, tôi luôn theo dõi anh từng giây từng phút. Tôi nhận thấy anh nghiêng về Sophia. Em lầm rồi. Hy vọng là tôi lầm, nhưng lòng tôi đã quyết, anh phải chết ở đây. Như thế cô cũng sẽ chết. Tôi thèm chết hơn thèm sống. Chết bên anh thì tôi sẽ thắng Sophia. Người đàn bà sống trên đời với trái tim nứt rạn vì tình nhân đã chết thì sống cũng không bằng chết. Sống còn khổ hơn. Giờ này Sophia đang bị giam trong Tổng Hành Doanh. Lát nữa bom nổ nàng sẽ chết. Không, Sophia đã trốn thoát. Lính gác tưởng nàng là phụ nữ chân yếu tay mềm. Ngờ đâu nàng đã dùng nhu đạo giết tên cận vệ rồi đã trốn vào rừng. Nếu thoát chết vì bom nổ, nàng cũng sẽ chết vì thú dữ rắn độc và đói rét. Rừng Nam Bum còn nguy hiểm hơn sa mạc giết người Gobi nữa, Vera. Nhưng chỉ nguy hiểm với người lạ, chứ không với Sophia. Người từng sống ở Nam Bum,
hiện có mang dòng máu bộ lạc Kachin trong huyết quản. Sophia nhắm mắt cũng sẽ không bị lạc trong rừng. Nàng sẽ trở về ngưỡng quang gặp lại anh. Tôi quyết ngăn chặn cái hạnh phúc đốn mạt ấy. Một tiếng nói từ phía sau cất lên, điềm tĩnh song đượm vẻ thách thức. Ai bảo với cô, hạnh phúc là đốn mạt? Cả Vera lẫn Văn Bình đều quay lại. Sophia bằng xương bằng thịt, không biết ở đâu đã hiện ra. Trong tay lăm lăm khẩu tiểu liên trung cộng, ngón tay lại hườm sẵn trên cò. Đứng xa năm thước, Văn Bình không có hy vọng đoạt súng của nàng. Phương Trì lại là súng tiểu liên, có thể khạc ra một lúc cả một sạc dơ đạn 9 ly, mà chỉ cần một viên đã đủ mang chàng xuống chín suối. Sophia chĩa súng về Vera. Tôi đã nghe hết những lời hăm dọa xuẩn độc của cô. Hạng đàn bà tầm thường và ích kỷ như cô thì có sống cũng vô ích. Vera hầm hầm nét mặt. Trước tình yêu, người đàn bà nào cũng tầm thường và ích kỷ như nhau. Bằng chứng là hiện giờ cô sửa soạn bắn tôi. Cô muốn tôi chết để được tự do bù khú với Văn Bình. Nhưng cô hèn lắm. Người tình của cô rồi sẽ khinh bỉ cô. Tôi có chết nhưng lại chiếm được cảm tình trọn vẹn của cha. Vì vậy tôi sẵn sàng chết. Sophia hãy bắn vào mặt tôi. Hủy hoại dung mạo tôi để chàng có thể nhớ đến cô nhiều hơn. Cơn tức giận làm toàn thân Sophia run rẩy. Nàng vắt khẩu tiểu liên xuống chân rồi chống nặng. Bây giờ tôi không có súng. Chúng ta đều tay không. Tôi nhường cô tấn công trước. Về ra phá lên cười. Sophia bé bỏng, em là đồ ngu. Ngu hơn mọi người ngu trên thế gian này. Trong cuộc tranh giành tình ái, phụ nữ mà hiền thì sẽ chết. Em nhớ chưa? Phụ nữ phải như rắn độc. Em quá ngu, quá ngây thơ nên em phải chết. Hoảng hốt, Sophia cúi xuống toàn lượm súng, thì Vera đã quát lớn. Bỏ tay ra. Không hiểu Vera đã lấy khẩu súng lục nàng đang cầm trong tay ở đâu. Nhưng một phút sau, Văn Bình đã nhớ ra đó là khẩu súng chỉ đựng một viên đạn của Văn Bình. Trong vòng 5 thước, Vera khó có thể bắn trúng mục tiêu. Vì vậy, Văn Bình đứng yên, không can thiệp. Sophia chỉ run sợ thoáng qua, rồi trở lại bình tĩnh. Vera tiếp tục thét lớn. Quay lưng lại. Sophia nhún vai. Chị giết tôi đi. Vera cười nửa miệng. Em Sophia ơi, chẳng dạ gì chị bắn em. Chị sẽ trói em cầm queo trên đồi để cho sói ăn thịt. Chị đừng hòng. Văn Bình sẽ không khi nào giúp chị thực hiện kế hoạch tàn nhẫn và độc địa ấy. Văn Bình sẽ không khi nào bỏ đi để em nằm lại đây một mình. Vera ngước nhìn Văn Bình. Anh định ở lại với Sophia phải không? Văn Bình nín lặng. Nếu là tỷ phú, chàng cũng sẵn sàng đổi sản nghiệp của chàng để khỏi ở vào hoàn cảnh éo le này. Đúng ra, chàng chẳng yêu ai, hoặc nếu có thì yêu cả hai. Chàng muốn sống những giờ phút thần tiên với họ thì đúng hơn, cho nên chàng không muốn trả lời. Sophia cũng nhìn chàng với giọng van lơn. Văn Bình, anh nói thật đi. Văn Bình đã học ninjutsu và thần não công, song hai môn võ kỳ lạ này chỉ có thể giúp chàng tránh né tài tình đòn đánh của đối phương, chứ chàng chưa thể độ thổ thăng thiên hoặc phân thân như Tề Thiên Đại Thánh. Thành ra, chàng cố thu mình thật nhỏ lại nhưng vẫn đứng như trời trồng, hứng chịu tia lửa từ mắt hai người đẹp ghen tuông tranh giành kịch liệt đang tỏa ra, thì bất chợt động đất xảy ra. Những tiếng động ầm ầm liên tiếp làm núi rừng rung chuyển dữ dội, hàng cây cổ thụ sừng sững như thi gan với trời cao bỗng gục ngã trong chớp mắt, nền đất như dựng ngược, cát sỏi đá gỗ bay loạn xạ trong bầu không khí vụt trở nên đen ngòm như pha mực tàu. Cố thượng tá Uban, tư lệnh F-22 của quốc tế tình báo sở đã nói đúng, bom đã nổ. Sophia bị bắn lên cao và rớt trúng phiến đá trắng đối diện với Văn Bình. Ngay từ giây đồng hồ đầu tiên của tai họa, Vera đã cố chạy về phía Văn Bình như để tìm sự an toàn, song sức thổi của chất nổ đã xô nàng ngã gục. Cả hai thiếu phụ đều chết ngay, chết gần tảng đá vô tri vô giác. Lúc ấy, Văn Bình cũng trở thành vật vô tri giác. Chàng thoát chết chỉ vì nhờ phản ứng nghề nghiệp thần tốc, nằm lăn trên đất sau khi nghe tiếng nổ. Tuy nhiên chàng cũng bị bất tỉnh. Trời Nam Bung đã xế trưa mà cũng như ban đêm, những ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt ở chân đồi. Khu rừng sặc mùi khét lẹt, tiếng nổ kéo dài liên tiếp trong vòng 15 phút, nhưng đám cháy mãi đến sáng hôm sau mới chịu tắt. Nếu không có cơn mưa bất ngờ trút xuống, thì có lẽ rừng Nam Bung sẽ còn cháy cả tuần lễ. Thiên tiền sử Nam Bung đã đóng lại, nhưng chỉ đóng lại để rồi mở ra đúng một năm sau. Phải, một năm sau.
Một năm sau nghĩa là ngày giỗ đầu của hai người đàn bà Uống Tử ở miền Bắc Miến Điện, một cuộc họp bí mật được diễn ra trong một tòa nhà tráng lệ ở trung tâm thủ đô Sài Gòn. Đó là cuộc họp hàng năm trao đổi kinh nghiệm và tin tức giữa đại diện tình báo Tây Phương tại Đông Nam Á. Một trong các nhân vật dự họp là Roy, đại diện MI6 phụ trách Miến Điện, đội lốt tùy viên thương mại của Tòa đại sứ Anh Quốc tại Ngưỡng Quang. Phiên họp kéo dài trong 2 ngày. Ngày thứ 2, đến lượt Roy lên tiếng. Bản phúc trình của Roy được cử tọa hoan nghênh nhiệt liệt. Đại diện tình báo Nam Việt không ngớt lời khen ngợi Roy về vai trò đắc lực trong vụ triệt hạ được cơ sở F-22 tại Nam Bung Ga. Tùy viên Roy đứng dậy, phát biểu cảm tưởng với giọng run run. Tôi là người có duyên nợ với Việt Nam. Có lẽ vì vợ tôi cũng là người Việt. Thật ra tôi chẳng có tài cán gì. Chẳng qua nhờ tài cán phi thường của cố đại tá Văn Bình của tình báo Việt Nam đã hy sinh tại Nam Bung Ga. Đại diện CIA tại Võng Cát nâng ly whisky. Nghe tin bạn Roy được vinh thăng đệ nhất tham vụ sứ quán, chúng tôi xin thành thật chia vui. Người ta nhận thấy Roy uống cạn ly rượu, rồi còn uống nửa chai whisky khác nữa. Tuy hắn không phải là bợm nhậu, lúc ra xe hắn loạng choạng suýt ngã, phải vịn vào vai người tài xế. Nhưng một lát sau, hắn bừng tỉnh. Dường như có một chất thuốc huyền bí vừa được tiêm vào máu hắn, khiến hắn khắc phục hơi men dễ dàng. Toàn thân hắn run lặn, mặc dầu Sài Gòn đang ở vào mùa khô, trời nắng chang chang. Theo chương trình, hắn còn phải ở lại thủ đô Nam Việt 3 ngày nữa. Xong vừa về đến đại lữ quán Caravel, Roy đã gọi điện thoại cho công ty hàng không giữ chỗ để đi ngay buổi tối. Giác quan thứ 6 ngầm báo cho hắn một tai họa sắp xảy ra. Chợt có tiếng gõ cửa, như người máy. Roy nói, cứ vào. Khách vào là một người đàn ông trung niên khôi ngô cường tráng và nhã nhặn. Thấy hắn, khách nghiêng đầu chào, rồi chìa tay vồn vã bắt tay. Nhưng Roy đã rụt tay lại, không dám bắt. Miệng há tròn, hắn kêu lên. Trời ơi, Văn Bình, đại tá dắt 28. Văn Bình ngồi xuống đi văng, lót da đỏ. Vâng, chính là tôi. Thế mà ai cũng tưởng anh đã thiệt mạng. Người mong tôi thiệt mạng nhất chính là anh. Nhưng tôi không hiểu tại sao hôm ấy tôi lại còn sống. Tổng hành doanh F-22 đã tan thành tro bụi trong chớp mắt. Vera và Sophia đã chết ngay cạnh tôi. Tôi mê man đến nửa đêm mới tỉnh lại. Anh làm cách nào mà trở về Ngưỡng Quang? Tôi đã vượt rừng sang Ai Lao. Tại sao lại qua bên ấy? Vì tôi cần thử lại đáp số của bài toán. Anh đã biết đại tá Karati là kẻ hai ba mang, bị tình báo sở nắm được yếu điểm. Tôi biết. Tôi định báo tin cho anh biết hồi ấy, xong bị Karati giữ riết. Đến khi hắn chặn bắn anh trên không phận miền Bắc, tôi mới liều mạng liên lạc với CIA. Đại tá Karati chưa kịp phản ứng thì tôi đã lên máy bay đi Calcutta, nói là nghỉ phép, nhưng thật ra là để tránh bị trả thù. Và thượng cấp đã cho phép tôi thuyền chuyển khỏi Ngưỡng Quang. Xin anh thông cảm, nghề tình báo vẫn lắt léo như vậy. Cũng lắt léo như cái chết của Karati hay sao? Lúc hắn chết, tôi đang ở London. Anh đừng nghi oan cho tôi, bình sinh tôi không thích giết người. Tôi không hề nghi oan cho anh. Theo tin tức thì đại tá Karati chết vì ngộ gió trong cơn rượu say. Chết trong phòng kín với gái đẹp trên giường là điều tối kỵ, nên nhà đương cuộc giếng cho xếp lại nội vụ. Tình báo sở giết hắn phải không? Phải, họ đòi tin tức và tài liệu thì Karati từ chối. Hắn từ chối là vì tôi đã cảnh cáo hắn. Tình báo sở bèn xuống tay, như thế mà hay, vì nếu không tôi cũng sẽ đến giết hắn. Anh đã giết Karati à? Phải, giết Karati để cứu anh. Tôi có cảm tưởng là anh mới ở dưỡng trí viện ra. Tai họa ở Nam Bung đã làm anh bấn loạn tinh thần. Giữa tôi và Karati không có liên hệ đen tối nào cả. Trừ một điều quan trọng, Karati khám phá ra trương mục khổng lồ của anh tại một ngân hàng ở Tân Gia Ba và những món tiền tiêu xài vong mạng trong thời gian anh phục vụ ở Ngưỡng Quang. Đừng bào chữa nữa, vì Karati đã biết anh lãnh tiền của tình báo sở. Trong ngày thứ nhất ở Ngưỡng Quang, tôi đã nghi ngờ anh. Anh còn nhớ cuộc nói chuyện điện thoại, nhớ cái chết của AB không? Anh đã dạ dột lại ông tôi ở bụi này. Vì ngoài anh ra, không ai biết AB sửa soạn đón tiếp tôi. Kể ra đang còn một số chứng cớ nữa. Nhưng tôi vì nàng, tôi sẵn sàng bao che và binh vực anh. Vì nàng? Phải, vì anh là chồng của Như Hồng. Tôi không thể lấy nàng làm vợ, vì cô ruột của nàng là người yêu của tôi. Sau đó nàng kết hôn với anh. Về đến Sài Gòn sau vụ Nam Bung Ga, tôi nhờ ông Hoàng mở cuộc điều tra về anh và khám phá ra anh là chồng của nàng. Tôi không muốn giết anh khiến nàng phải quá bụa. Chính tôi là người đã can thiệp với ông Hoàng
để tiêu hủy những chứng cứ có thể buộc tội anh. Căn cứ vào lời khen của ông Hoàng, MI6 đã cất nhắc anh lên làm đệ nhất tham vụ. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ trở thành cố vấn, rồi đại sứ. Như Hồng sẽ được hạnh phúc. Nàng có biết chuyện này không? Không. Rồi thở dài. Sự đời éo le thật. Văn Bình đặt tay lên nắm cửa. Còn điều này tôi muốn hỏi anh. Tình báo sở đã trả anh bao nhiêu tiền? Rồi vẫn thở dài. 3.000 đô. Anh đã dùng 3.000 đô để mua chuộc Sophia. Phải, nhưng nàng không thèm quan tâm đến tôi. Nên anh đã bố trí giết AB và ám sát hụt Sophia. Vâng, anh tha lỗi cho tôi. Văn Bình nghiêm sắc mặt. Tôi sẽ xé xác anh ra nếu anh làm nàng đau khổ. Từ nay, anh phải cải tà quy chánh. Anh hãy thề đi. Vâng, tôi xin thề. Văn Bình đóng cửa đánh sầm. Chàng đinh ninh, tiếng cửa đóng dữ dằn sẽ làm chàng nghĩ đến chuyện khác. Chàng đã lầm. Cánh cửa chỉ ngăn được căn phòng với hành lang, chứ không ngăn được hiện tại với dĩ vãng. Văn Bình lặng lẽ, thở dài, bước xuống cầu thang. Người thứ 8.